Hello, alo, 1, 2, 6, 9, 15, 7, alo, 1, chết, sao, chết, ai, chết, alo, 1, chết, ai, chết, sao, chết, ha ha. Hello, Tuấn David xin thân ái chào tất cả các anh chị, các bạn xem kênh của mình nha. Hôm nay ở cái video này mình nói về một cái vấn đề, đó là bầu xô khi bắt đầu một buổi tiệc setup âm thanh thì hay cầm micro alo alo hè lê hè la để làm gì. Có những người chỉ alo một tí thôi rồi xong, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít bầu xô alo alo mãi, thậm chí cái nửa tiếng 45 phút đồng hồ vẫn còn nghe văng vẳng tiếng alo. Thì hôm nay mình sẽ bàn luận cái vấn đề này, những anh em bầu xô alo để làm cái gì, mục đích tiếng alo trong micro khi mở đầu cái dàn âm thanh chúng ta để làm gì nha. Rồi ở đây chúng ta bàn về cái vấn đề đó là setup âm thanh bình dân đi phục vụ xô cưới, karaoke, ca nhạc nhậu. Nên thành mình nói ngay cái vấn đề theo cái suy nghĩ của những anh em bình dân thôi, không áp đặt cái vấn đề chuyên nghiệp vào đây. Có những anh em nghĩ thì chúng ta cầm micro lên chúng ta phải alo để biết cái tiếng micro nó như thế nào. Bass dư hay là bass đủ, bass thiếu. Rồi ok, chúng ta chỉnh bass kép lại một xíu. Chúng ta cầm micro chúng ta alo 5, 6, 7 cho nó vừa. Ví dụ như tiếng bình thường 5, 6 là chúng ta chỉnh cái phần trung, 1, 3, 4, 7 là chúng ta chỉnh cái phần trầm của cái micro. Hoặc là 9, 6, 2, 2, 6 đó là chúng ta chỉnh cái tiếng trép, tiếng xịt của nó. Nó phân ra nhiều tiếng như thế. Rồi thỉnh thoảng chúng ta nẹt, giống như nẹt bô á, để mình nghe thử cái dàn âm thanh của mình nó có bị thiếu điện hay không, nó có bị ngắt khi chúng ta hát lớn hay không. Đó, ví dụ như là lư 3 5 7 7 10, đó chúng ta nẹt như thế một vài tiếng để chúng ta kiểm tra cái hệ thống điện. Điện ở nhà quê mà các bạn, các anh chị, đâu phải lúc nào mà ở phố đâu, mà ở phố có nơi cũng còn thiếu điện. Chúng ta thử cách đó là cách nhanh nhất để thử là cái nguồn điện nó có đủ cung cấp cho cái dàn âm thanh của chúng ta hoạt động trong buổi tiệc hôm nay tại vị trí này hay không. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Rồi cái nguyên nhân thứ hai là chúng ta lại tiếp tục hà la hà lê để chúng ta chỉnh reverb echo cho cái tiếng micro. Thường thường tại sao người ta không đọc là alo alo mà cứ hà lơ hà lơ hà lơ hi hi một hi một hi ba, sống có một hai không nói mà nói hi. Bởi vì đó là cái nguyên nhân người ta né cái tiếng ra cho nó mang cái âm hưởng nó ăn vào cái tiếng echo reverb để các anh em bầu xô chỉnh. Ví dụ như là lơ 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 lơ, người ta chỉnh cái đuôi của echo nó đá nhanh hay đá ít, đá bao nhiêu. Lơ 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 hay là lơ 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 lơ, đó là cái ổ ý người ta chỉnh trước khi cái buổi tiệc xảy ra. Rồi tiếng reverb, ví dụ như là 6 6 9, người ta cố tình người ta rặn ra cái tiếng đó để người ta cân cái đuôi reverb cho nó ngọt ngào quyện vào cái tiếng hát. Đó là những cái nguyên nhân chính mà anh em bầu xô hay alo trước khi chương trình diễn ra để chúng ta chỉnh micro. Nhưng bên cạnh đó không phải ai cũng hiểu rõ ràng cái mục đích alo như thế. Mình xin lỗi, mình nói rất là chân thực, những anh chị em nào mà đang làm nghề mà chưa hiểu cái vấn đề này là chúng ta cập nhật, đừng nên tự ái ở cái video này nha. Có một số anh bầu xô chưa hiểu rõ cái vấn đề chúng ta alo để làm gì. Cầm micro lên cứ alo, alo, 3, 4, 7. Những cái tiếng này chúng ta để chỉnh bass, chỉnh tép một lát thôi. Rồi sau đó chúng ta chỉnh echo reverb. Xong rồi mình nên đóng micro lại. Mình nên mở nhạc để cho cái buổi tiệc hôm đó nó có cái âm nhạc du dương. Hoặc là khách chưa tới thì chúng ta có thể tắt máy để cho âm thanh mình nó nghỉ. Khi nào chủ tiệc hoặc là mình cảm thấy khách tới tương đối rồi mình mở nhạc lên. Đó, chứ không việc gì chúng ta phải cái đứng alo mãi. Mình để ý có không ít bầu xô cứ alo mãi, mình đi 5-7 cây số mình quay lại cũng còn là lư lư 3 9 10, đếm số mà không biết đếm để làm cái gì. Có nhiều trường hợp như thế này nè, cầm micro alo một phát cái là bắt đầu bass nó rền alo alo. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp như thế. Mình đi đàn cho bầu xô thì bầu xô đứng alo, cái bắt đầu là nó cộng hưởng vào tiếng bass alo, thì mình mới nói là giảm cái tầng 85 hertz xuống, cái tầng 125 hertz xuống. Anh rồi bầu xô cứ nhìn mình thò cái tay sang mình gạt hai cái cần đó trên cái equalizer 30 cần 31 cần đó, mình gạt xuống đó, thì alo nó gọn tiếng, nó không bị ù nữa. Và mình vẫn giảm cái bass ở trên cái tone, tức là trên một cái line của mixer xuống một xíu đó, thì nó hết.
Nhưng sau đó rồi anh ta chỉnh theo mắt mà các bạn, đâu phải chỉnh theo tay đâu. Lại gạt cái cần EQ lên ngay cái vị trí cũ của cái cần 80Hz với lại 125Hz. Nói chung mình ví dụ thôi chứ mình không nhớ là chính xác tầm đó. Gạt trả lại vị trí cũ. Rồi lại tiếp tục alo. Các bạn thấy khổ không? Không có kiến thức làm âm thanh mãi mãi nó cũng chỉ quanh quẩn phục vụ bà con quần chúng. May thì người ta khen, à, còn rủi thì người ta chê. Chúng ta không có làm chủ được. Chúng ta chết chúng ta phải biết vì sao chúng ta chết, à, vì thiếu điện chết, vì cái mixer nó lỗi, vì cái này cái kia chúng ta chết. Có nhiều buổi tiệc chúng ta chết mà về tối hôm đó gác tay lên trán không hiểu sao hôm nay âm thanh chúng ta lại bị chết. Đó là rất nhiều cái nguyên do như thế. Nó ù nó hú rõ ràng nó dư một cái tần số đó mình đã gạt xuống giùm cho bầu xô rồi. Bầu xô sau đó lại lái tay trả lại vị trí cũ. Đồ cơ các anh chị, trả lại ngay vị trí cũ thì cứ alo mãi. Anh ta cứ đứng vặn alo. Alo, alo. Rồi mình bỏ đàn mình đi chỗ khác, mình chán mình đi chỗ khác rồi cũng cứ alo. Alo 2 3 mà không hiểu cái tiếng 2 3 để mình làm cái gì hết. Thì alo mãi để làm cái gì? Nó có rất nhiều cái tiếng á để mình chỉnh, ví dụ như là 1 3 4 7 là để chúng ta cần cái tiếng bass. Các anh chị hiểu bình dân như thế. Rồi cái tiếng 5 8 2 5 6 6 5 là trung á. Rồi còn tiếng 6 là nó hơi có cái âm chép để chúng ta nghe những âm đó chúng ta chỉnh, nhưng chưa chắc gì cái giọng mình chuẩn, mình chỉnh tạm thời thôi. Rồi sau đó cái buổi tiệc nó diễn ra, các anh chị hát, MC hát, mình mới căng vào đó, mình chỉnh lại khi mình đang like cái chương trình nữa. Còn khi chúng ta cầm mic, chúng ta chỉnh là căn bản là chúng ta chỉnh nhẹ nhàng và kết hợp effect, ví dụ như chắc lưỡi, hi, hi, hà lê, để mình nghe cái tiếng reverb và nghe tiếng echo, ví dụ như lơ, 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 hai, 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 chín, 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 đó. Nó là như thế. Chứ các anh chị, các bạn bầu xô ở đây mình chia sẻ cho nhau là chúng ta phải hiểu, chứ đừng có alo thái quá. Mình để ý thấy không ít bầu xô alo một cách là rất nhiệt tình, không hiểu là để thể hiện là chúng ta đang chỉnh âm thanh nhiệt tình hay là để làm cái gì mà alo mãi, mà mình đứng ở ngoài mình nghe đâu có cải thiện gì đâu. Tiếng echo cũng bao nhiêu đó, tiếng reverb cũng bao nhiêu đó, không thấy cái gì cải thiện hết. Thậm chí có nhiều anh chị như lúc nãy mình nói đó, chỉnh lên là alo hay là xấu xí bắt đầu hú, vẫn cứ lây hoay mãi như thế, không hiểu cái quy trình chỉnh âm thanh, nhưng mà cứ alo á. Thì video ngắn mỗi ngày mỗi ít thôi, mình chia sẻ hôm nay là mình phân tích cùng cộng đồng các anh chị các bạn bầu xô, đó là cái nguyên nhân bầu xô hay đứng đầu tiệc cầm micro alo 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 1 2 alo on chết ai chết sao chết, nhưng mà không biết vì sao mình chết. Đó. Rồi video hôm nay mình chia sẻ đến đây là hết. Thân chúc các anh chị các bạn sức khỏe. Các bạn cảm thấy hay thì cho mình xin like video, đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ video này đến cho nhiều người khác. Khi các bạn có nhu cầu mua sắm thiết bị âm thanh thì xin mời ghé thăm website amthanhgiadae.com để xem xét và mua hàng ủng hộ Tuấn David. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye anh em.